Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của mình. Mình là Thu Anh, Tarot Reader tại Magic Shop, cửa tiệm chữa lành tâm hồn. Mình ở đây để trải những trải bài chung hoặc cùng bạn trò chuyện về tâm linh, vũ trụ, bản đồ sao và tâm lý học. Các bạn hãy ủng hộ mình bằng cách nhấn like, bình luận, chia sẻ và theo dõi kênh của mình nhé. Ngoài ra các bạn có thể đặt lịch xem riêng với mình qua trang Facebook hoặc Instagram. Các bạn có thể tìm thấy link ở phần mô tả bên dưới video này, ok? Bây giờ mình xin phép được đến chủ đề của video ngày hôm nay. Thì mình đang làm series về tổng quan năm 2020 của 12 cung hoàng đạo. Bây giờ sẽ là tổng quan của cung thứ tư trong danh sách là cung Thiên Bình. À, mình cũng là một Thiên Bình. Khoe luôn. Thì video này sẽ gồm hai phần, đấy là phần 1 là tổng quan sự nghiệp và phần 2 là tổng quan tình cảm của các bạn Thiên Bình. Thì đầu tiên về mặt sự nghiệp, mình chắc chắn thấy có một cái bắt đầu mới, một cái khởi đầu mới. Nó không phải là cái sự dứt bỏ, rũ bỏ để đến với cái mới, mà mình cảm thấy như là bạn đã chờ đợi khá là lâu rồi. Bạn chờ đợi cái opportunity, cái cơ hội này, cái tin vui này khá là lâu rồi. Và đây là cái năm mà, đặc biệt là trong 6 tháng cuối năm nhá, là bạn sẽ cảm thấy cái số phận của mình nó bắt đầu nó thay đổi. Cái bánh xe số phận nó đang lăn. Hoặc là cái cycle, cái một cái chu kỳ trong cuộc sống của bạn đã kết thúc rồi. Và đây là lúc mà bạn cảm nhận được cái chu kỳ mới. Cái công việc mới này nó sẽ đem lại cho bạn sự thỏa mãn cả về mặt gọi là tình cảm, cảm xúc, lẫn là thỏa mãn về cái mặt vật chất. Nói chung là gọi là thỏa mãn toàn phần luôn. Thậm chí có lá tờ săn ở đây cũng ám chỉ là cái quyết định này của bạn là một cái quyết định cực kỳ đúng đắn. Mình không nghĩ đây là một cái quyết định mà bạn đưa ra bộc phát, mà đây là một cái thứ mà bạn đã chờ đợi, một cái cơ hội bạn chờ đợi từ rất rất lâu rồi. Và mình nghĩ là đây là cái, bây giờ là cái lúc mà bạn bắt đầu gặt hái được thành quả của mình. Có một số vấn đề gì nữa nhỉ? À đúng rồi, mình cảm thấy nhá, cái cơ hội này, cái vấn đề này của bạn á, cái cơ hội này của bạn là nó đến từ một cái người nào đấy đã trong quá khứ. Có nghĩa là cái, mình cảm giác cái cơ hội này bạn đã turn down rồi. Bạn đã từ chối cái cơ hội này một lần rồi. Nhưng mà cái cơ hội này nó lại quay lại bạn, và đặc biệt là trong 6 tháng cuối năm. Thì đây, bây giờ là lúc để bạn ngẫm lại xem là liệu mình có thật sự cần cái cơ hội đấy không. Mình cảm giác là các bạn sẽ chấp nhận cái cơ hội đấy. Nhưng mà mình chỉ biết là cái cơ hội này, cái cơ hội đã có trong quá khứ rồi. Và bây giờ là thời điểm các bạn, có thể ở trong quá khứ bạn chưa cần, bạn cảm thấy không phù hợp, nhưng bây giờ là lúc mà bạn nhận lại cái offer đấy. Cái cơ hội này có thể đến từ một người, đến cùng từ cùng một người, người ta đã chọn đưa cho bạn cái cơ hội đấy từ trước rồi mà bạn lại từ chối. Nhưng không phải tiếc, không có gì phải tiếc cả. Bạn từ chối là đúng, không có quyết định nào là sai lầm, quyết định nào cũng là đúng đắn hết. Tại thời điểm đấy bạn vẫn chưa hoàn thành cái con đường của mình, cái hành trình của bạn vẫn chưa hoàn thành, bạn vẫn còn những cái thứ để chữa lành. Bạn vẫn còn một số chướng ngại vật để làm trước khi bạn nhận được cái offer, trước khi bạn bắt tay và làm cái offer đấy. Thì bây giờ là trong năm nay, đặc biệt là nửa cuối năm nay, là cái lúc mà bạn đã hoàn thành cái hành trình của mình rồi. Mọi nỗ lực của bạn đang bắt đầu được đền đáp. Thì lúc đấy cái offer này nó mới xuất hiện lại. Thì lúc đấy bạn mới bắt đầu gọi là nhận cái offer đấy. Thì đấy mới là cái thời điểm thích hợp để bạn nhận. Mình cảm thấy là cái quyết định này của bạn á, bạn bắt đầu một thứ gì đấy mới, nhưng mà bạn sẽ không vấp phải sự phản đối từ người khác, hoặc có thể là trong quá khứ bạn vấp phải rồi và mọi người mắng chửi bạn quá nhiều rồi. Thì thời gian này là khi mà mọi người bắt đầu thấy thành công và cái achievement của bạn thì mọi người không còn nói nữa. Thì mình xem lời khuyên cho các bạn. Elegance. Wow. Ok, chưa hết nhá. Cái dòng thứ hai này. Hoa sen, lotus là hoa sen nhỉ, đang chờ để nở hoa, nở rộ. Hãy là cái con swan, là thiên nga trong hồ và bơi kiểu thế.
Ý là bạn phải biết là bạn giống như là cái bông hoa sen đang chờ để nở hoa và mọi người đang chờ đợi để ngắm nhìn cái sắc đẹp của bạn ấy, kiểu vậy. Và cái lá thứ hai cũng có một cái thông điệp tương tự. Bạn có khả năng này, bạn có thể chịu đựng này. Hãy tin tưởng và tìm kiếm cái sức mạnh của mình. Nghĩa là lời khuyên từ hai lá Oracle này chỉ là một cái lời khẳng định, một cái confirmation là bạn có thể làm được và bạn đủ sức để làm những gì mà bạn đang theo đuổi. Một lời khẳng định để bạn đừng có lo quá lo lắng. Có thể là bạn muốn theo đuổi một cái gì đấy nó hơi khác thường một chút và bạn rất là mông lung. Bạn ăn hành cũng rất là nhiều rồi. Nhưng mà bạn không từ bỏ. Bạn làm việc rất là chăm chỉ trong 6 tháng đầu năm và để rồi 6 tháng cuối năm bạn bắt đầu nhận được cái thành quả, cái thành tựu, những cái thành tựu đầu tiên của mình. Mình rất là muốn chúc mừng các bạn Thiên Bình, trong đó cả mình. Là các bạn đã đi được một chặng đường dài rồi, sang năm là năm để các bạn nhận được những huy chương, những thành quả, những quả ngọt. Các bạn thu hoạch. Sang năm là năm các bạn thu hoạch. Mình thấy có mùi workaholic ở đây, kiểu làm việc khá là nhiều ấy. Nếu mà bạn nên nhớ là cái từ khóa của cung Thiên Bình vẫn là cân bằng, thế nên dù gì đi nữa thì hãy luôn tìm được cái điểm cân bằng trong cuộc sống, đừng có quá thiên về một cái gì. Tự trong một ngày có 24 giờ thì 8 tiếng làm việc thì cũng phải 8 tiếng nghỉ ngơi, đừng có làm việc đến mức làm đến mức mà đột quỵ gục ngã nhá. Vì Thiên Bình không phải là Thiên Bình không giỏi workaholic đâu. Từ khóa của Thiên Bình là cân bằng, nên dù gì đi nữa bạn cũng phải cân bằng. Quả là một năm cực kỳ ổn cho các bạn. Bây giờ mình xin phép được đến với phần thứ hai, với tổng quan chuyện tình cảm của các bạn nhé. Xin chào các bạn đã quay trở lại phần 2 trong video tổng quan năm 2020 của cung Thiên Bình. Thì phần 2 này là tổng quan chuyện tình cảm cho các bạn Thiên Bình nhá. Khi mà mình nhìn vào trải bài này ý, thì cái từ khóa đầu tiên trong đầu mình đó là bạn chọn nhầm người. Với các bạn đang có đối tượng thì các bạn dường như có cái cách mà bạn nhìn nhận người này nó không đúng với bản chất của người ta. Có thể là bạn hơi bị sao nhở, thần thánh hóa, thần tượng hóa cái người này lên, lý tưởng hóa cái người này lên. Thế nên là trong năm nay bạn bắt đầu nhận ra, bạn bắt đầu kiểu cảm thấy thất vọng ấy. Thật ra cái sự việc mà bạn nghĩ mà là bạn đang chọn nhầm người không phải là người ta xấu xa, mà là chỉ do là cái cách mà bạn lý tưởng hóa cái chuyện tình cảm của bạn và cái đối tượng này thôi. Kể cả khi các bạn đang còn độc thân nhé, thì các bạn chú ý nếu các bạn gặp được crush thì có thể là người ta không đẹp đẽ như hào nhoáng như là các bạn tưởng. Tuy nhiên không có nghĩa đây là một cái người mà các bạn nên buông bỏ, bởi vì nó đến từ cái hoang tưởng, không phải hoang tưởng, cái mơ mộng của chính các bạn thôi. Mình nghĩ là đây là lúc để đối diện với sự thật. Cuối cùng thì bạn cũng đã nhìn ra người này không phải là một cái miss, không phải miss, người này không hoàn hảo như bạn tưởng. Nhưng thật ra mình nghĩ trong một mối quan hệ thì bạn không bao giờ tìm được một cái người 100% hoàn hảo với bạn cả. Bởi vì bạn cũng đâu phải là 100% hoàn hảo, bạn không thể đòi hỏi một cái người như tương tự như thế. Thì mình nghĩ bạn cần phải học cách chấp nhận, cách thỏa hiệp và chấp nhận. Ok. Người này sẽ có những cái điểm mạnh riêng của người ta. Dĩ nhiên là ai chả có mặt tốt mặt xấu. Vấn đề quan trọng là bạn có chấp nhận được cái mặt xấu đấy của người ta hay không. Nhưng mình cảm giác khi mà ở cạnh người này thì bạn cũng nhận ra là bản thân bạn có những cái tính xấu mà bạn không hề muốn. Có nghĩa là bạn, ví dụ nhá, bình thường thì bạn là một cái người rất là tự do phóng khoáng, nhưng chả hiểu sao trong chuyện tình cảm thì bạn lại rất là hay ghen.
Có thể là bạn không thích nhìn thấy bản thân mình xấu xí hay có những cái tính cách xấu như thế. Thế nên bạn có cái xu hướng đổ lỗi là lỗi của anh, lỗi của em mà em trở nên hay ghen như thế này. Nhưng thật ra là không phải lỗi của người ta, đấy là nó xuất phát từ việc là bạn bạn luôn cảm thấy insecure mà thôi. Xuất phát từ cái việc là bạn chưa chưa hiểu rõ được bản thân mình. Nhưng mà thật ra mình nghĩ là một là bạn mình vẫn đang giả sử nhá, nếu mà bạn rất là jealous, tính cách của bạn rất hay ghen thì bạn không nhất thiết là cái đấy không không phải là một cái thứ gì đấy quá xấu xa. Một chút ghen tuông thì nó cũng là gia vị cần thiết trong chuyện tình cảm. Nhưng mà ý mình ở đây là bạn đừng có để cái tính cách đấy của mình làm tổn thương người yêu mình hay tổn thương những người khác mà bạn nghi ngờ, mà bạn có thể giảm tránh nó xuống một chút. Nhưng mà cái tính cách đấy nó là của mình thì nó sẽ đi luôn đi theo mình đến cuối đời. Mình cũng không không cần thiết là phải kiểu che giấu nó hoàn toàn. Làm sao mà bạn che giấu được? Nếu mà bạn cứ kìm nén cảm xúc quá nhiều sẽ đến lúc nào đấy nó bị bộc phát ra. Lúc đấy nó giống như là lũ lũ quét mà lúc ấy chỉ có toang thôi, toang thật rồi thôi. Thì lúc đấy tự dưng mối quan hệ nó sẽ bị không thể nào cứu chữa được. Bây giờ mình sẽ trải bài xin lời khuyên cho các bạn cung Thiên Bình. Mình nghĩ là bạn trước đây nhìn tình yêu và cuộc đời qua lăng kính màu hồng, đặc biệt là tình yêu. Bây giờ là lúc các bạn tỉnh ngộ, các bạn tỉnh ra là đời không như là mơ. Metamorphosis. Tin tưởng vào hành trình, quá trình và kiên trì nhá. Đừng có đưa ra quyết định dại dột gì trong năm nay, trong thời gian này. Đừng có vội vàng và mọi sự thay đổi đều rất là đẹp đẽ. Hãy tự tin, à không phải tự tin mà hãy gọi là tự hào vào bản thân mình về tất cả những gì mà bạn đã trở thành. Thấy vinh dự, cảm thấy vinh dự bởi sự lựa chọn, bởi các thành tựu và hành động của bạn. Trước hết là đừng có đưa ra quyết định gì vội vàng trong thời gian này là một. Nếu không thì bạn sẽ phải hối hận đấy. Và đừng có đổ lỗi cho bản thân mình. Đừng để có được ngày hôm nay của bạn thì bạn đã cố gắng rất nhiều rồi. Dĩ nhiên là không ai có thể hoàn hảo ngay một sớm một chiều được. Mình tin là cái cách mà bạn nhìn nhận mối quan hệ và chuyện tình cảm nó đã thay đổi rất nhiều so với ngày xưa rồi, so với trước đây của bạn rồi. Thế nên là đừng có dằn vặt mình về về những chuyện này nữa. Dù sao thì bạn để có được ngày hôm nay thì bạn đã cố gắng rất nhiều rồi. Nhưng mà bạn, dĩ nhiên là bạn vẫn chưa đến được cái level cao nhất, và chẳng ai đến được cái level cao nhất cả. Mình sẽ luôn luôn cần phải cải thiện và học hỏi về một thứ gì đó. Nên mình tin là trong thời gian tới bạn sẽ làm được thôi. Chỉ cần bạn tin tưởng vào quá trình, tin tưởng vào bản thân mình và tin tưởng vào vũ trụ, ok? Từ khóa này, kiên trì, tin tưởng. Mình nghĩ mình có thể kết thúc được cái trải bài cho các bạn ở đây rồi. Cảm ơn các bạn Thiên Bình đã lắng nghe đến hết. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và mình mong sẽ nhận được sự ủng hộ của các bạn trong thời gian tới. Bye bye!